Rồi, hai, cho tính hiện giờ xin chào anh chị em cô dì chú thím đã ghé thăm và xem ủng hộ hai anh em. Nay hai anh em tiếp tục đi săn bắt cua. Chung giờ cũng qua Tết rồi. Giờ hai anh em bắt đầu cài đỡ. Anh đại cũng xuống lội. Hôm qua hai anh em đi bắt cua với bị bắt ong. Ông ơi. Hiện nay hai anh em bắt đầu khởi hành đi bắt cua lại. Mong cả nhà xem và ủng hộ cho hai anh em nha. Nhớ like để cho hai anh em tinh thần có tinh thần để lội để ra video nhiều hơn cho cả nhà xem. Rồi, cả nhà theo chân hai anh em nha. Ở đây đi mình đi thẳng như đó. Đi chung một chị chắc nước này Tuấn sẽ đi được trong vòng cả ngày luôn cả nhà. Tầm khoảng cỡ 4 giờ mới về cả nhà. Rồi, hai anh em đi thôi. Rồi, hai anh em mới vừa lên lá không rồi. Đúng không còn bò. Đây, mới không? Anh em đánh coi nó có dòng ở khu này không nha, quay cho người xem. Thôi sau hồi tìm kiếm phát hiện cái hang đó không rồi. Thôi cái hang cà bá luôn. Con này con hang nuôi trước mà. Nuôi trước mà. Con cua nó bò lên đây, hang nuôi cua có tấn rồi cả nhà. Đó, vô rồi. Kéo mở chát luôn con miệng hang nè, đập luôn nè cả nhà. Kéo bấm vào miệng hang nè, tụt lên tụt xuống nè. Đó, giờ để tôi mở cái này xem nha. Đánh từ đó lên cái này. Hang này thằng ở rồi. Hai lại hả? Này anh em đi xa nên đem theo trang bị nước nó nóng luôn cả nhà. Người cá ba lô. Chàng lít lít lớn không? Lắc đi đừng có đó thì kiếm gì ăn luôn. Nhưng giờ đi tới chiều mới về luôn. Sáng rồi đi tới chiều nó cũng căng lắm cả nhà. Này bấm cũng lớn. Hai lạng gì? Hai rưỡi. Đực cũng một cái nữa. Lên. Nó có càng nha. Nó cũng càng nu. Càng nu. Nó cắn lộn. Càng nu. Càng nu càng mới luôn. Tôi bấm bự một xíu ta. Hôm đầu tiên cả nhà. Hôm đầu tiên. Ơi. Quậy quọ dưới nha. Rồi, tiếp tục đi chung hai anh em nha. Thì quay có quay quả cho người xem. Rồi. Cái này tôi mới phát hiện giống cua đó cả nhà. Ở đây là bò một đường này đúng không? Ở đây một đường nữa. Đây một đường nữa. Cái đốt lần nữa là con cua nó ở khu vực này nè cả nhà. Nó ăn nó ra nó vô nó ra nó vô. Tuấn sẽ luồn cái hết khu vực này. Tuấn có mình quả Tuấn sẽ qua để cho cả nhà xem nha. Chỗ này nè, cái bụi lá này thôi. Rồi xong hồi tìm kiếm. Tuấn thấy nó luôn rồi. Đổ chen vô nè. Ơi, ngồi không được. Thấy đó. Đó, nằm trong cái kẻ. Hơi tối rồi. Cái gì ở đâu? Quậy. Tôi được quay cái vàng không thấy được đâu. Mình không sáng chặt dừa. Nằm trong cái chặt dừa. Nó thui rồi. Rồi nằm trong chặt xíu luôn mà. Thôn thiệt. Thấy chạy lúc này nó rồi không chơi chen luôn. Hai lạng
hàng. Lên. Cái hàng gì? Cái không ơi, cái sò. Quá. Quá xa, quá xa. Cầm móc đi. Rồi. Tiếp tục chén da. Quay kiếm kiếm tiếp cho người xem nha. Có chèn quá. Rồi theo chân hai anh em tiếp tục nha. Ơi giờ nắng quá nha. Hai anh em nghỉ xe ơi, ngủ nước. Rồi. Vô. Nóc kìa. Sữa. Ừ. Tính. Đã. Mẹ gì đâu. Đứng chơi nó chơi nó giữa luôn cả nhà. Rồi, mời cả nhà miếng nước nha. Rồi tiếp tục cho cả nhà, uống nước xong hai anh em đi tiếp. Dạ, mời cả nhà theo chân hai anh em mình nha. Nhớ miệng hàng này, cua này tới số, đi ngang thấy hàng. Thôi thôi, số không? Là mấy à? Đó, ôi ôi, cá chát. Đó, dấu rồi. Dấu cá chát rồi cả nhà. Đó, chát lắm coi. Cả nhà thấy dấu không? Tính đi ngang chỉ thấy dấu bấm thôi. Chứ cua này mất cái bộ. Ở luôn. Vô cái ở luôn. Mới giờ như mệt chút xíu. Xuống làm được con cua. Thì cũng được. Nước này kiếm cực quá. Bò gì không biết tả nổi. Dạ ừ. Cua đâu? Dấu bò có giáp á. Nó cũng có dấu bấm nữa đó. Làm nè. Đó. Bò lên nè. Đào thằng này chui thằng kia. Đó. Lòng đất rồi. Lên đó. Nhà máy. Ê xém. Nhà máy. Rồi. Thì nào cua mới giấu mới chắc thằng cua không có chứ. Lạ lắm mà ngang. Rồi tiếp tục theo chân hai nam. Rồi cuối cùng cứ phát hiện thằng cua không ơi. Ấy da à. Đi qua. Ấy da à, chát luôn. Đâu vậy vậy? Không mặt kiến không ấu. Không. Hàng này, hàng nuôi có tính nè. Đầm còn nửa ký à, này cua nhỏ vậy đó. Đúng. Ngắt
Cái gì? Cái gì giật giật ghê vậy? Hai giọng quá, thế làm ngang hay dọc đó mà. Cái vỏ đang ngắn hay lại nè. Cũng dây cũng vàng trắng. Bốn lạng đang còn lạng mấy vô mở tay với lên hè lạng mấy ở thì nó phun ra dữ vậy phun gì vậy. Rồi. Giữ đây. Rồi giữ nó cho cọc cây chân hai em nha. Thôi nhấu cua luôn rồi. Đó. Rồi hai anh em phân theo đó ha. Bò. Trển xuống mương luôn. Rồi cuối cùng nó phát hiện nó. Nó chui vô cái mương. Khôn nó nghe hơi nước lên rồi. Xả xuống liền. Có hai cái ổ chở nó. Đó. Mấy luôn. Có cô bự giòn không rồi xong rồi này đã được đó rồi tiếp tục theo chân hai anh em nhau rồi giờ cho tiền không lội nổi nữa cả nhà giờ tiếng chạy vừa ăn thôi bụng đi bộ về cả nhà còn xa lắm đi từ lúc 10 giờ giờ tới 3 giờ chiều rồi nè cả nhà dừa nè cả nhà đó hai miếng rất là ngon nha bây giờ cần giờ mình nói chung là không phải như vùng núi còn trái cây này trái kia ăn còn cần giờ mình chỉ có dừa nước thôi cả nhà với bằng ổi bằng dạch được mấy món nè nhưng mà cái món này miền núi không có đâu cả nhà quá trời ngon luôn cả nhà ơi dễ thì lát ra hai anh em à anh Tèo đang nướng mấy dọc cả nhà cơm nó bự
này. Mặt không sướng 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 dạp chính cha không biết chính chưa nữa nè thôi chưa hả động từ rồi mở cái nhà miếng luôn nha dùng với tấn nha con tèo đang nướng vải khói bay quá cả nhà. Dễ ngồi. Vô lên cái nhà. Đó. Vừa nó sẽ như vậy nè. Sạch luôn rồi cả nhà. Chảy nước dạ. Vừa mặc quá ngọt đói bụng ăn gì cũng ngon cả nhà. Cái cục cứng cứng ngon. Ăn nó dần giòn sực sực. Nó ngọt nhẹ luôn cả nhà. Này thêm có đá đường với sữa. Như vậy ăn đã. Này khuyến cáo cho những người yếu bụng không được ăn nên ăn nghe cả nhà. Nhất là chiều tối. Nhiều con nít ăn tối nặng bụng. Ăn này lâu tiêu. Rồi nướng gì có ba con dập cả nhà. Dập là nướng gì nè. Trời ơi nó đen. Đúng lòng tèo đẹp. Nè đó. Thổi rồi thổi rồi. Thôi như thổi bùa luôn. Có ba con dập à. Nó nướng cho nó cắm đầu xuống. Đưa đít lên để cho nó bị không bị vô. Nó hở không có hở ra nó hở vô. Nó mới chín tới ăn đi. Dập mình nướng gì đấy cả nhà. Dập như bình thường như vậy đúng không? Lúc mà cả nhà nướng á, cả nhà sẽ kiếm một chỗ nào đất nó sẽ xốp thì xốp như vậy nè, đó, nhà sẽ gầm xuống như vậy nguyên con đúng không? Cái miệng đầu là cái miệng trên nè, đó, mình sẽ gầm xuống như vậy nè, đó. Mình gầm như vậy á, lúc mình nướng á, con dập nó không có bung ra, ba cái bụi, ba cái cho, nó sẽ không dơ vô con miệng dập, ăn cực kỳ là sạch, còn nướng như vậy nè. Ở miệng bung miệng ra cho vô ăn thứ gớm luôn cả nhà. Ăn cho á cái đó vậy là đúng bài đúng chuẩn người ta nè. Ăn bao nhiêu ký dợp rồi mà cũng không biết cách nướng, có ba con quan đại mà. Rồi thôi rồi lấy cô qua quay quả không đi lên hả mở ra. Rồi này được mấy con cả nha, rồi đổ quả về luôn cả nhà. Ui bắt cái keo ha cua nhỏ rồi này bốn cua nặng luôn. Năm con, năm con hả? Năm con đựng ký này. Một con, hai con, đây, ba con, bốn con và năm con đựng ký cua cả nhà. Không được ký đâu, gần ký thôi. Gần ký không tới ký. Rồi. À, Tấn cũng xin kết thúc clip đây cả nhà. Cua này cũng không được bự. Cả nhà cũng thông cảm nha. Cua này cũng chạn cua y hết rồi, không có con nha cả nhà. Rồi bỏ vô lên ra. Chạy xuống. Rồi. Tấn cũng cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến hết video. Rồi anh em cũng mệt cũng đói, mới ăn được miếng ấy đặng dặn bụng nên ăn lội về cả nhà. Giờ đi đường còn xa.
cho nên anh em phải ăn một miếng nặng nhặn bụng đi về. Nói chung là không có gì quý, không có gì ngon, nên có gì ăn nấy. Cả nhà cũng thông cảm nha. Giờ anh em cũng đi về rồi, Tuấn cũng hẹn cả nhà clip sau nha. Nếu cả nhà thấy hay và ý nghĩa, cho Tuấn xin một like và được subscribe để anh em có động lực cho video nhiều hơn cho cả nhà xem nha. Giờ hẹn cả nhà clip sau nha. Đào rồi, chào cả nhà nha. Rồi bây giờ là đường về hướng này đó. Đi múc chỉ quái cả nhà. Rồi thôi, Tuấn cũng xin gắt clip nha cả nhà. Thôi anh em về gặp được ổ không? Đường về theo ông đó, nằm ngay đến giữa nắng mọi người. Ông đực luôn. Thấy sạc theo nó lụm mì lô. Kiếm ít mặt coi. Đậu nó cũng phù phù á. Đậu thấy đậu cũng phù phù á. Rồi đó, để tính đang làm đuốc. Này chuẩn bị công đoạn làm đuốc. Rồi, để bắt rồi lên trên bờ quay cho người xem nha. Đó, rồi. Để nó quay đây, đứng lên bắt cho người xem nha. Ok rồi đó. Rồi, chào xin phép thầy chạy nha. Xong rồi nha. Được rồi nè. Giờ này. Mình ra đây cả nhà. Rớt cái đuốc rồi. Kiến nẻ, bắt kiến nẻ nha. Bắt cái ông nậu kiến nẻ mà. Đây, cục mặt ra cả nhà. Nửa xị. Đây là cái tàn già. Tàn đực mà. Tàn đực. Tính che cắt tàn này về tính ngâm vụ cả nhà. Nhà thông cảm nha. Giờ về luôn. Nay được 5 cua, tối ông đực. Rồi. Được.